Được biết, anh hiện đang là người nắm giữ kỷ lục số ngày cách ly nhiều nhất Việt Nam. Xin anh hãy cho biết cảm nhận của mình ạ. Theo tôi thì hãy ở nhà, chung tay bạn cũng ở nhà. Không sức cũng chẳng cần tiền, chỉ cần ta đứng yên, đứng yên. Mình ở nhà chờ dịch lui đi, tập thể dục đẩy lùi Covid. Chạy vệ sinh bốn phía lau tay lau chân, trong bếp trong sân lau luôn lau hết. Mình ở nhà rửa tay, súc miệng khó khó nhiều lên đây. Ăn mạnh vào với uống giác cũng cho sức đề kháng tăng luôn. Ở nhà không buồn, đề kháng có tăng lên mới vững tâm lên. Covid ơi mình không sợ. Tôi là Hiệp, tôi ở nhà để không tạo nghiệp. Tôi là Long, tôi ở nhà để nước nó trong. Tôi là Lee Sin, tôi ở nhà vì tôi có nhìn thấy cái gì đâu.